Kính chào quý vị và các bạn. Kể từ 0 giờ ngày mai, thủ đô Hà Nội sẽ cho phép người dân được tham gia các hoạt động thể dục thể thao ở ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người. Có trung tâm thương mại, cửa hàng may mặc, thời trang, mỹ phẩm cũng được mở cửa trở lại. Một tín hiệu vui cho thấy cuộc sống bình thường sắp trở lại với chúng ta. Hiện Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ ngành địa phương cũng đang xây dựng dự thảo thích ứng với đại dịch COVID-19, tiến tới mục tiêu sống chung với COVID-19, sớm khôi phục các hoạt động sản xuất, giao thương và sinh hoạt cho người dân. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong bản tin nhật ký COVID-19 tối nay. Còn bây giờ, mở đầu như thường lệ sẽ là những tin tức vắn đáng chú ý. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc công nhận hộ chiếu vaccine. Theo đó, việc công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới rất quan trọng và đặc biệt cần thiết hiện nay. Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao và Y tế cùng các bộ, ngành liên quan khẩn trương làm việc với các quốc gia ASEAN, EU về hộ chiếu vaccine. Trên nay, hơn 1,3 triệu liều vaccine AstraZeneca Việt Nam mua thông qua Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam đã được bàn giao cho Bộ Y tế, nâng tổng số vaccine cung cấp cho tiêm chủng từ nguồn này lên đến gần 15 triệu liều, trong đó có trên 5 triệu liều về riêng trong tháng 9. Hiện tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng hàng thứ 6 về tỷ lệ bao phủ tiêm chủng. Công an Tiên Lữ, Hưng Yên đã tạm giữ để xử lý hơn 40 đối tượng tụ tập hát karaoke bất chấp quy định phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke sao đêm và các trường hợp cố tình tập trung đông người, không chấp hành các quy định về phòng chống dịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Hơn 6 tỷ liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm trên toàn thế giới. Đây là số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ. Trong đó Trung Quốc chiếm 2,18 tỷ liều, tương đương 40%, tiếp đó là Ấn Độ 826,5 triệu liều và Mỹ 386,8 triệu liều. Trong số những quốc gia có dân số trên 1 triệu, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dẫn đầu với hơn 81% người trưởng thành được tiêm đủ liều, tiếp đến là Uruguay, Israel, Cuba, Qatar và Bồ Đào Nha. Không thể đạt được mục tiêu Zero Covid mà phải hướng tới thích ứng chung với đại dịch. Quan điểm đó hiện đang được Việt Nam và các nước cụ thể hóa bằng nhiều hành động, chẳng hạn như tiêm vaccine toàn dân hay đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Tại Hà Nội, việc ứng dụng khoa học công nghệ thông tin và công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua không chỉ mang lại những hiệu quả thiết thực mà còn tạo thuận lợi cho người dân. Ghi nhận của phóng viên bản tin nhật ký COVID-19. Thay vì mất một khoảng thời gian nhất định để khai báo y tế lên phiếu đi chợ, thì người dân ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm chỉ cần mất vài giây để quét mã như thế này. Kiểm soát được mình đi đâu. Nói chung là cái này rất thuận tiện cho mình và cũng thuận tiện cho nhà nước quản lý mình. Hết giãn cách, chợ vẫn thực hiện theo cái chỉ thị là lối ra và lối vào đều riêng. Cái thứ nhất, cái hai, khách vào chợ đều phải có đo thân nhiệt và quét mã QR. Phải đăng ký điểm quét mã là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đây cũng là yêu cầu đối với người dân, đặc biệt là khi qua các chốt kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập khi triển khai quét mã QR. Thì em nghĩ là nếu mà khai bằng tay thì em mất khoảng 10 đến 15 phút cho một lần xuống khai, nhưng mà bây giờ thì em xuống em chỉ đưa cái mã cũ của cái mã QR của em ra là quét là em đi tầm 1 phút đến 2 phút là xong. Mà có vấn đề gì về cái hệ thống mạng khai trên app rồi mà ra đây mà 3 lần là không được. Đoàn 4 người đi mà có mỗi một người được. Ngoài ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện khai báo y tế, truy vết các trường hợp liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội còn tăng cường áp dụng trong việc tiếp nhận thông tin sai phạm và giám sát việc chấp hành quy định tại các khu cách ly tập trung. Khi gặp các hiện tượng như là người dân không đeo khẩu trang, người dân tụ tập thể dục hay là tụ tập đông người nói chuyện, thì ngay lập tức thì tổ 022 cũng đã gọi điện đến ban quản lý khu cách ly và để nhắc nhở. Gọi điện thoại này, rồi qua Zalo. Thì ngay lập tức cái tin nhắn đấy được gửi xuống cho các chủ tịch các quận huyện, thì ngay lập tức chủ tịch lại chỉ đạo xuống địa phương và cho người lực lượng xuống xác minh, và ngay lập tức một thời gian rất ngắn thì xuống xác minh có sự thật thì phản hồi lại báo lại cho Sở Thông tin và Truyền thông. Với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý phòng chống dịch, thành phố Hà Nội đã huy động được sự tham gia tích cực của cả người dân. Tuy nhiên, cần khắc phục những bất cập
để việc ứng dụng thực sự phát huy hiệu quả. Có thể nói trong gần 2 năm đại dịch COVID-19 xuất hiện, khoa học công nghệ đã phát triển nhanh và mạnh hơn trước rất nhiều. Thậm chí kể từ nay, công nghệ sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của con người. Để thích ứng an toàn với đại dịch, có lẽ trước hết chúng ta cần phải quen, thích ứng với cuộc sống sẽ gắn liền với robot, trí tuệ nhân tạo, điện thoại smartphone, big data hay mã QR, v.v. Chào các bạn, tôi là Grace. Tôi làm nhiệm vụ như một y tá, có thể thực hiện mọi công việc như chăm sóc, giúp đỡ người bệnh. Cô y tá robot có gương mặt thân thiện như người thật và cũng gần gũi đúng như tên gọi Grace. Cô có thể đo nhiệt độ và mức độ phản ứng của người bệnh. Cô Grace cũng có thể sử dụng trí thông minh nhân tạo để chẩn đoán bệnh và có thể nói chuyện với bệnh nhân bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Grace có thể biểu hiện cảm xúc với 48 nét mặt. Đây là mô hình giống người thật, sẽ giúp xây dựng niềm tin và tạo sự gắn bó tự nhiên khi tương tác trực tiếp. Cung gặp cầu, Grace ra đời trong bối cảnh tác động toàn cầu của virus SARS-CoV-2 đã khiến nhu cầu về người máy cao hơn bao giờ hết. Ngay khi được đưa vào hoạt động, nữ y tá robot Grace đã luôn đồng hành cùng đội ngũ nhân viên y tế, vốn thường xuyên phải căng mình chống dịch. Còn đây là một cánh tay robot hoạt động ngay từ những ngày đầu dịch bùng phát tại Trung Quốc. Nó làm việc như một nhân viên lấy mẫu xét nghiệm. Người lấy mẫu chỉ cần quét thẻ căn cước, cánh tay robot bọc ni lông sẽ lấy mẫu dịch họng như thế này. Không có tiếp xúc trực tiếp, tức là khả năng lây nhiễm cũng giảm xuống mức tối đa. Nó cũng giúp giảm áp lực làm việc cho đội ngũ y tế, trong khi cho kết quả chính xác tới 95%. Trong khi đó, tại Singapore, những chú Swatbox này đang làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm từ mũi người bệnh. Chất liệu của bộ phận lấy dịch mũi rất mềm và tiện lợi, nên không gây cảm giác đau cho người bệnh. Người lấy mẫu chỉ cần đứng trước Swatbox, đưa cằm của mình hướng về robot, nó sẽ lấy mẫu một cách nhẹ nhàng. Bệnh viện và các cơ sở y tế là những thành trì cuối cùng trong cuộc chiến chống đại dịch. Bảo vệ đội ngũ y tế, giữ vùng xanh cho các bệnh viện là nhiệm vụ hết sức quan trọng, và robot tham gia thực hiện nhiệm vụ này một cách tích cực. Thực tế cho thấy, việc ứng dụng công nghệ hiệu quả đã trở thành một trong những yếu tố giúp nhiều quốc gia có thể khống chế được dịch bệnh. Khoa học công nghệ đã trở thành bệ phóng để con người sớm đánh bại COVID-19.